Alo, xin chào các tình yêu của CC. Và tiếp theo, đầm này vải xô, các bạn phải giặt rồi mới mặc được ha, thì nó có hồ. Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, size lót, thắt beo cũng được, không thắt beo cũng được. Rất lịch sự và rất đẹp, size lót nha các bạn, cho nên là rộng lắm ha. Ở đây có xếp cái ly nè, rộng như vậy, có túi ha. Đầm này không có độ co giãn vì là mình vải xô nha các bạn, không ăn gian size được. Chị em nào size lót thì mua thôi, rất đẹp đó, đẹp mà đẹp lịch sự là như vậy thôi, size lót. Và tiếp theo đây, đầm này các bạn còn nhớ không? Không biết là mấy bạn quên rồi. Hỏi CC cái đầm này nè. Nhưng mà cái lúc đó là cái sào đồ bị sụp, không lấy ra được. Bây giờ lấy được rồi nè. Đây là mình vải xô nhúng, mát lắm, thích lắm. Từng 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 từng, kiểu này rất dễ mặc. Đầm này size medium. Đầm này mình đi Việt Nam mặc là mê luôn đó. CC mặc vẫn được đó. CC là thích mặc nách rộng cho nên CC mặc được ha. Với lại những cái kiểu này là thôi thoải mái. Mình vải xô nhúng nè, dễ giặt, dễ mặc, thiệt là thích luôn đó. Chị em nào mua đầm này thì mua mát mẻ, thoải mái, rộng rãi. Tại vì CC biết chắc chắn 1 tuần, 2 tuần thôi là mình sẽ phì ra. Cho nên những cái đầm này cần lắm. Hôm nay là các bạn yêu cầu CC ơi review đầm thun lạnh. CC kiếm khoảng được 10 cái đó. Thun lạnh, muslin, tầng tầng rộng rộng đúng không? Giống giống như vậy nè. Khoảng khoảng 10 cái. Đây, size medium. Đầm này là không còn một điểm nào chê luôn đó. Thích lắm đó. Và tiếp theo đây, đầm này là mình vải thun lạnh. Đầm này CC có một cái mặc cũng lâu rồi đó, dễ giặt, thoải mái. Chị em nào ngại ủi đồ thì đây là những cái đầm mà các bạn cần mua, bỏ vào tủ, đi đâu vội vội vàng vàng lấy mặc vào là chạy luôn. Ngoài xe của CC đó, lúc nào CC cũng để sẵn mấy cái áo đầm thun lạnh như vậy ngoài xe phòng hờ, đi đâu đó cần có lấy ra mặt các bạn. Mình ngồi trên xe mình cũng mặc được mà. Đúng không? Đầm này size small. Thun lạnh lạnh ngắt luôn á. Đó, đây là những cái đầm và đi Việt Nam mặc là tuyệt vời luôn. Cái bông này nè, giống giống của Versace. Đẹp ha. Rẻ tiền lắm nha các bạn, rất rẻ tiền luôn. Cái mình bông đẹp quá, đẹp ha, mặc thoải mái thích. Và tiếp theo quá quen thuộc ha, đầm này là bán quá nhiều rồi ha, thoải mái thật đẹp, thích lắm các bạn ơi. Đây là hiệu Tommy Hilfiger, rẻ tiền vô cùng, giá chính thức mà có 99 đô thôi. Đây là mình vải thun lạnh, không cần ủi, dễ giặt, đi đâu mang theo. Cho là các bạn cuộn lại, các bạn bóp lại, các bạn nhét vô vali, ba lô, giỏ xách, mở ra một cái, bung ra một cái là mặc liền luôn, không cần phải lo lắng gì cả, vì nó là mình vải thun lạnh, lịch sự, đẹp, màu đẹp. Đầm này CC cũng có mặc vài cái thôi, tại vì CC không có hạp với những cái tay áo như vậy, nhưng mà rất lịch sự nha, bỏ cái tay áo xuống lịch sự lắm nè, như vậy đó, như vậy size 6 nha các bạn, CC mặc được đó, tại vì nó là cái kiểu như vậy, nó không bend, nó không eo, nó không gì hết,
dễ mặc lắm, size 6 rất rẻ tiền. Và tiếp theo đầm này là mình vải muslin size 8, ở bên trong có lót rồi, cắt ngang eo, dây buộc, cổ tim nè các bạn, cổ tim ít lắm, hiếm, thoải mái nha. Cái quan trọng mình mặc vào người thoải mái là number one. Vai ngang các bạn size small cũng mặc được. Đầm này mặc dầu là mình vải muslin nhưng CC thấy ăn gian size được, tại vì cái vai CC nó chỉ tụt có tới đây thôi. Thành ra các bạn size small các bạn mặc lên như vậy, các bạn thêm cái vai ngang nữa là vừa lắm, eo cũng vừa luôn nè, kéo lên chút xíu thôi là eo vừa rồi. Đầm này có thun ngay eo, ăn gian size được cái đầm này. Đầm này size small, size 4, size 6, size 8 mặc được cái đầm này. Bụng bạn tới đâu, bạn buộc dây tới đó, kéo phùng phùng lên. Đầm này bắt buộc phải buộc dây nơ. Bụng to to, mặc thì nó đẹp hơn. Đây. Thoải mái các bạn. Cái tay là như vậy. Nè. Đó. Có bèo bèo nè. Mình vải muslin thì khỏi nói rồi, nhẹ nhàng vô cùng, như đi đâu đó, đi ra đường gặp bạn bè đứng nói chuyện một chút, chỉ cần tí xíu gió thôi, xíu thôi, cao đầm nó cũng sẽ nhẹ nhàng theo chiều gió, sẽ làm cho các bạn đẹp mà các bạn không nhìn thấy đâu, người khác họ nhìn thấy. Tại vì cái mình vải muslin nó sẽ nhẹ nhàng đẹp đó. CC thấy cái đầm này rất đẹp luôn đó, đẹp mà đẹp lịch sự đó. Nhưng mà CC là không có tướng mặc như vậy nha, CC mặc vào xấu cái đầm của người ta luôn. Nãy giờ CC diễn tả với các bạn là CC nhìn vào trong gương, CC nhìn cái áo đầm để CC nói, chứ CC không có nói là tướng CC mặc được nha. Thành ra các bạn lưu ý, CC nghe CC nói chuyện đi đó, thì các bạn sẽ mua được. Mà các bạn cứ để ý đi, cái này coi như là CC mặc khính đồ các bạn, mặc ké đồ các bạn. CC diễn tả cho các bạn để các bạn dễ mua, chứ cái nào mà đúng sai CC á, là CC tưng 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 lên à. Và CC sẽ nói trời ơi cái này vừa như mây nha các bạn, là vừa là các bạn biết cái đó, thứ nhất kiểu phù hợp với CC, thứ hai là vừa với CC là CC tưng 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 lên. Còn mấy cái này sao tưng, mặc vô đầm đi đầm đầm, người đi đầm người, chỉ biết diễn tả với các bạn là nó thoải mái, màu sắc đẹp, giá tiền đẹp, kiểu nó như thế nào thôi. Chứ CC mặc cái này mà CC nói là trời ơi CC mặc cái này đẹp quá các bạn ơi, chết liền luôn, không có đúng ha. Thành ra lắng nghe CC nói một chút nha. Size 8. Và tiếp theo đây, quá đẹp đúng không ạ? Đầm này size 8 CC mặc được đó các bạn. Tại vì sao? Vì nó là dây rút hết trơn rồi. Phần cổ dây rút, nó rút ra vai luôn. Cho nên đó là lý do mình mặc được. Ăn gian đó là được đó. Nó phùng ra. Phần này là họ may eo thun, chỉ thun ngay phần eo trước và sau, chiều dài không sợ dài. Đầm này CC mặc được, ăn gian chút mặc được. Mình vải muslin rất là mỏng, ở bên trong có lớp lót rồi, lớp lót tới đầu gối, vải thun mát. Trời ơi cái màu nó đẹp quá là đẹp luôn các bạn ơi, quá đẹp cái đầm này luôn đó. Đầm này rẻ tiền, không đắt tiền ha. Đẹp quá luôn. Cái đầm này CC thấy nó hơi hơi giống cái kiểu của Karl Lagerfeld đó các bạn. CC nhớ hồi đó
không biết là bán chưa nữa, không nhớ. Chị nhớ là chị có một cái áo đầm hơi hơi giống như vậy nè, cái màu cũng hơi hơi luôn, nhưng mà là thương hiệu ông già đó, của Pháp đó, chắc bán rồi, không thấy ở đây, chắc bán. Đẹp, quá là đẹp cái đầm này, rất là đẹp cái đầm này luôn. Size 8. Các bạn size small, size 4, size 6, size 8 đều mặc được hết. Bụng to luôn á. Quá đẹp cái đầm này. Phải nói là quá đẹp luôn á. Nhẹ, mỏng, cuộn lại nhỏ xíu à. Đầm này không có nhăn ha. Đẹp quá. Rất đẹp cái đầm này luôn đó. Size 8. Thì quá quen thuộc rồi đúng không? Rất là nhiều các chị em đã mua cái đầm này rồi và cũng đã chụp hình gửi tặng CC rồi. Bây giờ CC có đủ luôn nè. Size 2, size 4, size 6, size 8 và size 10 luôn. Xuất sắc luôn. Đây là mình vải xoa mát. Ở bên trong họ lót. Cái mình vải lót ở bên trong là mình vải phi. Đầm này dây kéo sau lưng. CC đang mặc là size 6 nè, rộng nè, rộng như đây nè. Size 6 rộng khoảng 4 phân. Đầm này ngực CC 90, CC mặc size 2 không có vừa. Cho nên là CC phải mặc tới size 4. CC có đủ size luôn đó. Nếu ngực các bạn nhỏ khoảng 85 thôi. 80, 85. Các bạn mặc size 2, size 4 thôi. Ngực CC tới 90 lận nha. Các bạn nhớ nha, ngực tới 90 lận. Cho nên là CC mặc size 4. Thì phải kiếm một cái loại áo ngực mỏng hoặc là không mặc áo ngực. Còn nếu CC mặc size 6 đây nè, thì vừa lắm, vừa như mây luôn. Nhưng phần eo nó không vừa, phần eo nó rộng. Đầm này là mình vải xoa, không có độ co giãn. Cho nên các chị em cần phải mặc đúng, không mặc găng được. Ngực 90, mặc size 6. Eo các bạn 74, 75, 76, mặc size 6. Bụng thì không lo, tại vì nó bung lên mà, xếp ly rồi. Tuyệt vời luôn. Size 2, size 4, size 6, size 8 và size 10 luôn nha. CC có đủ luôn đó. CC cũng có mặt đầm này. Đó, chị em nào chưa mua, mua đi. Đây là thương hiệu Karl Lagerfeld của Pháp. Ông là nhà design của hãng Chanel đó. Fendi luôn đó. Con gái CC là Chanel, CC là Fendi các bạn. Fendi CC đủ bộ luôn á. Đồng hồ, mắt kính, áo jacket. Nói chung là cũng hơi nhiều nhiều hiệu Fendi đó. CC thích lắm, thích hiệu Fendi lắm. Không có nhiều như là con CC của Chanel, nhưng mà CC gần đủ bộ Fendi. Đây. Cùng một thương hiệu và cùng màu sắc. Cho nên CC cầm lên cho các chị em xem. Nếu mặc cái đầm này mà không có những cái phụ liệu này, thật sự là một điều đáng tiếc. Nói thật lòng luôn. Đây là đôi giày. Đôi giày này các bạn mua, thứ nhất là nó đi với lại cái áo đầm này. Thứ hai, bạn mặc quần jean trắng, mặc quần sọt trắng, mặc váy trắng, quần thủng trắng, đen đều đẹp cả. Mềm lắm. Đôi này nhiều bạn mua rồi. Rất là mềm ha. Đôi này size 6. CC cũng có nữa đó. CC cũng mang size 6 nha các bạn. Hơi rộng chút nhưng mà phải chịu thôi. Tại nó không có nhỏ hơn. Thì đây nha. Size 6 ha. Và với cái áo đầm đen trắng như vậy, CC sẽ tìm cho các chị em bóp đen trắng. Cái bóp này nó vào collection rồi. Bóp này đắt tiền lắm. Đắt hơn những cái bóp này nè, các bạn có thể vào xác phíp để coi giá tiền đi.
mà chưa chắc họ còn. Và đây, mấy cái này là hồi đó CC có review hết rồi. Đó, CC để dành những cái này để CC phối đồ. Chứ CC cũng không muốn là bán lẻ, bán rồi không mua lại được các bạn ơi. CC có được như vậy là cũng mua lâu lắm rồi để dành còn nữa đó. Nhưng mà cái nào nó phù hợp CC mới cầm ra cho các bạn thôi. Này là cưng nhất nè. Nhưng mà còn có một cái à. Đây. Để khoảng được ba cái phone son phấn. Cái này CC có review rồi đó, để được rất là nhiều đồ trong này ha. Dây không tháo ra được ha, đeo bên hông. Và đây là cái túi đeo chéo nè, cái này nhiều bạn mua rồi. Đó. Mặc cái đầm này vẫn đeo được cái túi đeo chéo này ha. Bạn nào mà mua cái đầm kate trắng ngày hôm qua đó, hoặc là mua cái váy kate trắng đó, thì nên mua cái bóp này nè. Cái bóp này nó rất là phù hợp với lại cái váy kate trắng nha. Có bạn mua rồi. CC để lại một cái mặc, còn một cái ai mua đó. Cái bóp này. Và đây là cái giỏ rất là đẹp luôn. Chị em nào mua đôi giày này rồi đó thì mua cái giỏ đi cho nó phù hợp luôn. Đây. Còn nữa. Nhưng mà để dành. Cái nào mà nó phù hợp với đồ CC mới mang đấy. Size 2, size 4, size 6, size 8, size 10 là 5 cái áo đầm. Nhiêu đây giỏ được rồi ha. Mà có một đôi giày một à. Đây. Thật là tuyệt vời. Call like các chị em Việt Nam nên mua đi. Thương hiệu này chưa có đồ giả đâu ha. Xuất sắc luôn nè. Đẹp ha. Thiệt là thích. Đặc biệt chỉ có một mình cái bóp này là với cái váy kate trắng hôm qua mới review đó, với lại mấy cái đầm trắng đó là các chị em đeo cái bóp này là đẹp lắm luôn. Đây bóp của CC nè, CC xài mỗi ngày luôn nè, dơ luôn rồi đó, lấy đồ ra hết rồi để chuẩn bị giặt, bỏ vô máy giặt giặt tỉnh bơ luôn. Bụi bặm dơ mấy bữa nay nè, dơ đó. CC xài mỗi ngày nha, đựng được nhiều đồ lắm nha các bạn, nhiều lắm á. Đây thì cái bóp này giống y vậy đó, cái trắng này cũng vậy nè, giống y cái CC đang xài luôn nè. Mặc đồ gì cũng xách, ngoại trừ mặc đầm sang sang đẹp đẹp đi nhảy đầm này nọ thì không xách thôi. Quần thụng, quần tây, quần jean, quần sọt CC đều xách. Những cái loại áo đầm bụi bụi đó. Đây nhá. Khoai giống CC về không các bạn? Nhưng mà đẹp mà đúng không? Đó. Đây nha. Các chị em nào muốn CC đo thì cho CC biết CC đo cho ha. Thật là tuyệt vời. Khang tiếng luôn. Bụi quá đó các bạn. Mấy bữa nay người ta cắt gạch đó, lót gạch, trời ơi nó bụi. Cái nền xi măng nó không có bằng phẳng, cho nên là người ta phải dùng cái máy á, người ta xới cái xi măng lên, trời ơi nó bụi khủng khiếp luôn. Xi đóng hết cửa, không dám mở cửa phòng này luôn á, tại vì đồ bỏ hết trong phòng này, ngoài đó không có đồ, không dám mở cửa luôn, sợ bụi nó vào. Mà Xi đi ra đi vào, đi ra đi vào nay á, hụt hơi luôn. Nhưng mà ghiền, giờ này 3 giờ sáng vẫn thích ghiền, thích gì nè, mặc đồ đẹp nè, đứng trước gương nè, nhúng nhúng nè, nhảy nhảy nè, nói chuyện với các bạn nhiều đó đủ rồi. Trời ơi, niềm vui của CC chỉ là có nhiêu đó thôi đó các bạn, thích lắm, không review đồ chịu không nổi. Ngày nào không mặc đồ mới, không mặc đồ đẹp, không vậy chịu không nổi các bạn ơi. Quen rồi các bạn, thích lắm. Hồi đó đâu có làm YouTube, đâu có bán hàng vậy. CC cũng vậy đó, cứ mỗi ngày mặc bộ đồ đứng trước gương ngắm nghía vậy đó, rồi mới đi làm. Đi làm về thay đồ ra, tắm rửa xong xuôi cũng mặc bộ đồ khác, đứng trước gương ngắm nghía đẹp treo lên đó mai mặc đi làm.
này hôm bữa bán rồi, có một cái thôi bán rồi. Nhưng mà bây giờ nó còn hai cái đây nữa mà Sisi có thấy gì đâu. Cái này là size X small nè. Cái này là size medium medium. Cái mình vải này mát lạnh nè, nhưng mà không phải là thun lạnh nha. Các chị em mặc quần thụng, quần tây, quần jean, quần sọt, đầm, váy, cái gì cũng đẹp hết. Đẹp nhất là cái cổ đổ. Nó đã là cái cổ đổ mà nó còn có dây cho các bạn rút phần eo nữa. Chỉ bấm phần eo rút lại thôi. Tới đâu rút tới đó. Áo này CC mới review chắc khoảng tuần nay thôi à. Có một cái ai đó mua liền luôn. Bây giờ còn hai cái nữa nè. Đây. Cổ đổ cho nên là tùy các bạn rút. Cái áo này CC mặc bị cái ngực to quá cho nên cái phần đổ này nó không đổ mà nó nằm lên như vậy. Hay là tại rút dây nhiều quá? Không, đâu có nhiều gì đâu. Ừ. Khoan nha, để CC mặc áo khác. Bị cái ngực to quá cho nên nó găng ra, cho nên nó không có đổ. Nó phải đổ nhiều nó mới đẹp. Cho nên cái áo này là size X-more, dành cho các chị em nào chắc ngực 80 tám mấy thôi. 80 đi, 80 85 gì thôi. Cái tay các bạn có thể như vậy ha. Nè, thấy không? Nếu mà ngực, để coi, chờ CC chút coi. Này áo khoác mà. Tháo dây ra, nó có đổ được nhiều không? Ít quá. Chờ CC nha. Cái này nó chỉ lật ra được như vậy thôi. Lật ra. Nó như cái cổ bẻ ra thôi. Size X-more. Để CC mặc cái medium thử coi nó sao ha. Các chị em mặc quần thụng, áo hai dây, áo ba lỗ, rồi các chị em khoác cái áo này vào, trời ơi, cực kỳ đẹp. Cái size medium thì nó được đổ hai tầng, nhiều hơn cái kia một chút. Nhưng mà CC mặc medium thì lại không được. Cái áo này đó có độ vai rồi, cho nên là mặc nó sẽ rất đẹp. Nhưng mà vì CC mặc không đúng size, tướng CC mặc áo này không đẹp. Medium thì nó đổ nhiều, nhưng mà cái vai nó không được, nó cụp xuống không đẹp. X-more cái phần này nó đổ ít, nhưng mà cái vai nó lại vừa. Nói tóm lại, áo này CC thiệt thích, nhưng CC mặc không được. Tướng CC không mặc được áo này. Thích nhất là cái dây rút phần eo. Eo tới đâu, rút tới đó các bạn. Không cần các bạn cột luôn, chỉ cần các bạn rút thôi. Rút cái phần eo thôi, vừa đúng eo các bạn thôi là nó đã đẹp rồi. Đẹp từ cái màu cho tới cái mình vải. Giá tiền cũng đẹp nữa. Thường những áo này đắt lắm á. Đây. Thiệt là thích luôn. Các bạn nào mà muốn coi kỹ hơn thì vào cái video cách đây tuần mà. Medium CC mặt nó bị dài quá. Không được. Áo này rất đẹp. Đẹp lắm. Với điều kiện các chị em đúng size. Cái này là medium medium. Bụng các bạn to, không cần phải lo. Vì cái phần này nó đổ, nó che cái bụng mất tiêu rồi. Không ai thấy. Cái phần sau các chị em rút dây cho CC. Rút dây để cho người ta thấy cái phần này. Phần này mới là phần đẹp đó. Phần trước không lo.
vì nó đổ rồi, tự động nó che cái bụng nè, thấy không? Rút dây nhiều lại là tự động nó sẽ có cái độ phùng phùng lên. Cái mình vải CC thiệt thích luôn đó. Mặc vào người mát, thiệt là mát, bắt đầu muốn đứng nói nhiều á. Size medium, medium. Còn cái này là size X small. Đây là dạng vest nha các bạn, vest giả. Họ có may cái sống nè, ở đằng sau nè, cái đường nối đằng sau đó. Thì các bạn phải gọi là vest. Chỉ có vest họ mới may như vậy thôi. Màu đẹp. Các chị em nào mà mua đầm hiệu Michael Kors, màu này nè, đây 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 đây, các tình yêu đây, đầm này hai dây, đầm này thì như vậy, cái ngắn cái dài ha, để xin mặt nhé, chờ chút nhé, thử nha. Đầm này là size X small, bây giờ khoác với lại cái áo này, trời ơi đủ bộ luôn. Mang giày bút đẹp lắm nha các bạn. Đây nè, hai màu đều là hai màu xanh rêu, màu áo đầm tươi. Đầm này là mình vải thun lạnh nha, hiệu Michael Kors. Áo này là một thương hiệu khác ha, size X small luôn đó nè. Trời ơi không còn gì để chê, quá tuyệt vời luôn đó các bạn. Đây, đẹp quá là đẹp luôn. Size Expo nha. Bộ này là size Expo. Cao đầm xanh này CC mặc vừa y nha, ngực này nó vừa hết, đẹp lắm luôn đó. Rút dây lại là có phần eo ha. Wow, đẹp thiệt luôn á. Bây giờ tới cái này là size medium. Thì để CC coi cái áo đầm kia là size gì. Ý, cái đầm này size medium. Trời ơi, bộ này mà về Việt Nam mặc là mê luôn. Đi du lịch đó, đẹp quá luôn. Nè, size medium các bạn. Ủa, sao cái màu của cái áo này nó vô trong hình này nó ra khác quá à? Cái màu xanh này thì giống đó, cái màu này nó ra khác rồi, nhưng mà màu này đẹp lắm nha các bạn, màu xanh rêu đó, đẹp lắm luôn á. Mà sao trong phone này nó ra hơi nâu vậy ta, không hiểu, nhưng mà đẹp lắm nha, bộ này cực kỳ đẹp. Hai bộ này bộ nào cũng xuất sắc, chị em nào nhanh mua được hai bộ này, đẹp lắm đó các bạn, tuyệt vời ha. Bộ này size medium, bộ kia size X small. Và đây, kiểu đồ này chỉ có bên Cali mặc thôi. Ở mấy tiểu bang lạnh tụi mình ít mặc, tại vì cái tiệm kiểu này nó không có ở bên mình. Lâu lâu trong mê xì mới có. Ta bán nhanh. Mỹ trắng, chỉ có Mỹ trắng mới mặc thôi. Kiểu như vậy, màu như vậy, xuất sắc không? Mê ha. Các bạn nhớ những kiểu quần này là phải mang vuốt như vậy. Có vuốt 3 phân, 5 phân gì cũng được. Phải để cho thấy cái đôi vuốt, mà phải kiếm cái đôi vuốt thật đẹp và sơn móng chân cho CC. Vì những cái kiểu quần này rất khó mặc, chỉ có những người sành điệu, chịu chơi, họ mới mặc thôi. Nó là dạng thụng, thụng mà thụng lẫn. Thành ra bạn mặc cái quần này là bạn cần phải khoe cái đẹp. Đôi vuốt đẹp. Hoặc là đôi vuốt hàng hiệu, đôi vuốt đắt tiền, vài trăm đô một đôi, vài chục đô, miễn sao đẹp là được.
nhớ sơ móng chân. Thì hãy mặc những kiểu quần như vậy. Quần này mang giày bata không đẹp, mang dép lẹp xẹp không đẹp, mang sandal không đẹp. Nói chung là không có cái gì đẹp ngoài những cái đôi guốc như vậy. Vì cái kiểu quần này nó đi với guốc đó. Thì rành lắm á. Tại sao mặc này nhiều lắm. Thì đây nha. Bộ này về Việt Nam mà không còn điểm chê luôn. Áo này là hiệu Calvin Klein, size medium. Đây là dạng áo ấm ấm á, nhưng mà mỏng lắm. Với cái quần này là size small nhưng mà nó rộng lắm nha các bạn, rộng lắm. Có lưng thun luôn, rộng lắm luôn đó. CC nó rộng lắm. Bạn nào cần CC đo cho. Cái thun này nó như vậy, đo được. Bộ này rộng lắm. Tuyệt đẹp bộ này. Xuất sắc. CC mặc không vừa. Và đây là một cái áo tuyệt đẹp. Style lót. Áo này mặc với quần jean, mặc với quần tây. Đây là mình vải thun cô tông, hút mồ hôi, hiệu Michael Kors. Thật là đẹp. Cái áo này chỉ có 68 đô thôi, 50% off. Cái phần ở dưới nè, nó che được cái bụng cho các bạn nha. Cái phần này như vậy, tuyệt đẹp cái áo này đó các bạn. Tuyệt đẹp lắm, size lót. Mặc quần tây, mặc quần jean, quần sọt, mặc váy không đẹp. Tại sao không đẹp? Vì cái phần này nó xòe mà cái áo này nó dài nữa. Nó dài mà trùm qua cái mông là mặc với váy là không đẹp. Các bạn muốn mặc áo với váy các bạn phải mặc tới nửa cái mông thôi hoặc là ngắn lên mới đẹp. Còn áo dài mà nó trùm mà nó che cái phần váy là nhìn bạn thấp lắm luôn, cho dù là bạn cao luôn. Nhìn bạn cũng thấp. Áo này size lót. Ở đây. Thật đẹp nè. Chỉ là mình vải thun cô tông, mát, hút mồ hôi. Cái chữ màu trắng Michael Kors. Cho nên cái áo này nhìn nó không có nổi. Bạn nào thích chìm chìm là đây nè. Cô gì ơi, cô chuẩn bị đi Việt Nam đó, cô nên mua. Là tại vì những cái mình vải này nè sẽ giúp cho da thịt của cô rất là tuyệt vời. Thích lắm. Xà lót. Con cái à. Đẹp quá. Cici có thể mặc được đó, mặc thành đầm. Trời ơi, cái mình vải sờ tay vào mê luôn. Mặc quần jean, mặc quần tây, mặc quần thụng, cái gì cũng mặc được ha. Cái này là made in Colombia. Họ gia công với bên đó chứ không phải China, cũng không phải Việt Nam gì cả. Ủa cái mạc đâu rồi? À đây. Trời ơi, áo đắt tiền lắm. 78 đô lực này. Rồi tưởng rẻ chứ. Thấy không, do cái mình vải. Tất cả 50% off. Tuyệt vời cái áo này. Một cái duy nhất. Mặc quần tây, mặc quần jean, mặc váy đẹp lắm. Đây là ren ren thun mỏng mát size lót. Mình vải này thì khỏi nói rồi, này đẹp lắm, mỏng. Thành ra bên trong cần phải mặc một cái áo thun hai dây gì đó. CC là không mặc đâu, nhưng mà các chị em muốn mặc thì mặc, giản lắm, thun mà. Cái này không có size nhỏ chứ có CC mặc liền. Đẹp lắm các bạn. Những kiểu như vậy, những dạng như vậy mặc nhìn lịch sự mà rất là đẹp luôn. Thích lắm. Rẻ tiền. Rẻ tiền. Đẹp quá. Áo này không có bỏ vô máy giặt giặt được nha. Bạn đi về lấy tay vào vò phơi lên thôi. Chị sẽ thích cái áo này. Cô bị cái gì? Không có bị gì. Không, không bị gì. Tưởng bị mà không phải. Không phải.
Rẻ tiền các bạn, rẻ mà đẹp. Và đây, chị em nào nhanh sẽ mua được. Trong sát phía hết sale rồi. Các bạn vào website chính của kho Lagerfeld luôn, các bạn sẽ biết cái giá tiền là bao nhiêu. Áo này của CC đó, size X-more nè. CC mua để mặc với lại cái váy đen đó, để đi Việt Nam đó. Nhưng mà bây giờ khoe đó, thì chị em nào muốn mua mua. Tướng CC là mặc những cái áo này không được đâu, không đẹp đâu. Nhưng mà vì mặc với lại cái váy đen mà đi Việt Nam nữa, đẹp độc lạ, cho nên mới chịu khó mặc đó. Với lại cũng muốn có một cái dài tay nữa, để lỡ có đi nhà thờ này nọ ha. Mặc quần tây đen đẹp, mặc váy đen rất sang, để ôm á. Mặc váy đen ngắn xòe rất trẻ trung và xinh đẹp. Mình phải xoa. Đây là thương hiệu kho Lagerfeld của Pháp. Bạn nào yêu thích Chanel thì nên mua nhãn hiệu này. Áo này tới 98 bạn. Áo này 89 đô lận đó. Quá xuất sắc ha. Size X-more này. Tuyệt vời ha.